dẫn nông dân mới đi coi vườn cua nhỏ nè. À, né sao né được. Cường cũng là sau lớp nhỏ làm là Cường, anh Cường cũng làm theo nè. Ai cũng hết hồn, bên đây là 5 năm nè, nhưng mà rồi. À, không không. Không không tin được đúng không? Không tin được 5 năm đúng không? Yeah. Phải có lai lịch mới tin được. Nhưng nhỏ ơi, đến nay còn chưa xẻ rảnh nữa, cái nó to như vậy đấy. À, coi cành nè. Đó. Đó, cành đực nè, một cành mười mấy trái. Nhưng trùng đất thì to như thế này, nhưng cả nhà coi nè, múc cái tầng đất sâu như thế này nhưng mà mắt kiếp cũng không thấy đâu. Mà xẻ rảnh thì vẫn chưa, không chịu xẻ, phải xẻ sâu 8 tấc 1 mét xuống. Chứ không thôi nè, đơ nè, thấy không? Đấy. Ờ à, thì đó, khi mà làm ở Thuận Thiên từ ban đầu là cành đực nó sẽ nhiều thì năng suất nó mới cao được. À, còn các bạn làm ở hóa chất thì nó không có nhiều cành đực như thế này đâu. À, tại vì nó phải có cái rễ rất khỏe nó mới ra cành đực được. Các nhà thấy này, nhưng mà không xẻ rảnh là mệt nha. Nè, mệt nè, thấy không? À, phải xẻ rảnh chứ không xẻ rảnh là mệt đó. Nè, cái nhà coi này, trùng đất này, kinh không? Kinh không? À, may là nhờ trùng đất, nhưng mà bây giờ đâu phải nhờ trùng đất hoài được. Cái tán này càng to, nó càng mát như thế này mà. Nè, bộ lá nè, kinh không? Đấy. Nhưng mà không xẻ rảnh là mệt nha. À, có dấu hiệu rồi đó, có một số cây có dấu hiệu rồi đó, đây nè. Đây nè. À, vực sâu thế này nè, mắc ghép nè, lúc mắc ghép nè, không có mắc. Đó, đào 4 tấc rồi không thấy mắc ghép đâu nè. Đấy. Tôi mơ là mệt. Đó. Bồ lá kinh khủng không? Và cái vườn này của anh của nhỏ nè, cũng làm luôn nè, của Thuận Thiên nè. Nhưng mà bên này không biết có sâu không? Để qua coi thử coi. À, bồ lá. Đấy, mưa nhiều, cây vàng cành nè. Đó, 5 năm tuổi đấy, tin không? Nhưng mà mắc ghép nè. Mắc ghép không thấy đâu luôn, mặc dù là mắc ghép là không thấy đâu luôn. Đó, mà dù cái bờ đất là rất là sâu nè, thấy không? Đào cả cái vực nè, cả 4 tấc nè. Nè, ngay cái chỗ túc ngồi thế nữa nè. Ừ. Vàng cành nè. Kinh không? Đó. Đó, cái ngọn lên tới trên đây nè, cành đực nè. Nó ra cành thòng nè. Đó. Nghe chưa? À, chết nha, không xẻ mương là mệt đó. Tán nó càng ngày càng to, nó giáp tàn với nhau hết rồi nè. Cả nhà coi này, nó trồng cách cây cái năm thứ năm. Cây này cách cây 10 mét không? 9 mét hay 10 mét? Đo bước chân đi, đo bước chân đi. Nhưng mà muốn giáp với nhau rồi nè. Hả, 9 mét hả em? Là ba cây cà hả? Ờ. À. Nên phải xẻ rảnh ô bằng cờ luôn ấy, tại vì sâu lắm mà nó kín tàn là ẩm độ nó càng cao nữa. Đây nè. Nha. Không xẻ rảnh là mệt đó nè, không có thấy mất ghép đâu đó. Múc mương được mà. Đem cái xe nhỏ nhỏ vô múc cũng được mà, múc sâu xuống 8 tấc. Ừ. Ra búp búp hết rồi, nhưng mà đừng có y là ra búp búp như thế này là lãi đâu. Cái quy trình của Thuận Thiên nó là cứu cây, nhưng mà chúng ta phải làm đúng về nguyên tắc. Ê, nhưng mà bước qua bên kia cái vườn này, hình như là anh của nhỏ này ở Lào, hình như là bắt đầu cũng móc cái giống cái trang vậy. Ghê không cả nhà? Ghê, cái dàn cành kinh khủng. 5 năm. Ừ.
Năm thứ năm mà đâu có cao đâu. Khi mà làm trái sớm đâu có cao được. Nè bên này, nè bên này chết cha. Chết cha. Nhưng mà bên này làm cái lòng chảo. Bên này cũng trồng sâu nhưng mà Phú ơi, bên này làm cái lòng chảo Phú ơi, anh của nhỏ nè. Đang làm cái lòng chảo nè. Ôi cha. Trồng sâu quá mà bây giờ để cà luôn như thế này thì mệt nữa. Ôi giời ơi, mưa chuối nước ở đây hả? Ôi giời ơi, cây nào cũng là lòng chảo hết rồi. Sâu luôn. Ừ. Ý, nhưng mà cái cây bên này á, nó cũng cao hơn nè, nó dù sao nó có được một chút xíu mắc ghép nè. Nó 6 phân, 5-6 phân. À, còn bên kia là không thấy chết cha, nhưng mà làm như cái lòng chảo thế này sao được. Wow. À, không phải thằng Thừa Thuận Thiên bắn thằng dược đâu đã. Nó phải đúng về kỹ thuật à. Đấy. Thấy không? Có suy không? Đó. Hái xong có suy không? Ghê thật chứ. Rồi đi lên kia coi cái cây. 26 tháng tuổi, sắp tới chuẩn bị làm bông. Ghê không? Đó, mà mưa nhiều như thế này mà chúng tôi vẫn làm cho ra lá được ha. À, lá to thế này. Chứ gì đâu mà đi dọc đường thì thấy lá chút chét bằng ngón tay. Ây da. Này, không thấy mắc ghép đâu trơn trời. Ôi, 10 ngày nữa nó mở hết lá ra thì mê nữa. Chứ đâu, 10 ngày nữa nó mở hết lá ra thì mê nữa. Rồi, tiếng chào cả nhà.